mình muốn trẻ đẹp nào. Tôi bị bốc hỏa mất ngủ, tôi bị nám da, tôi bị rối loạn kinh nguyệt khô hạn, giảm ham muốn. Phụ nữ trung niên, nội tiết suy giảm ảnh hưởng tới sức khỏe, sắc đẹp và sinh lý. Nguyệt Hằng đã tìm lại tuổi xuân nhờ Hồi Xuân Tâm Bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình gồm chiết xuất mầm đậu nành, sâm tố nữ, hồng sâm Hàn Quốc, Libifen chiết xuất cỏ cà ri, dầu hoa anh thảo và collagen cá tuyết. Hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da do suy giảm nội tiết, tiền mãn kinh, mãn kinh. Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.